Năm 1940 là một năm biến động của thế giới. Rất nhiều sự kiện quan trọng xoay chuyển lịch sử xảy ra ở năm này, từ chính trị cho đến văn hóa đại chúng. Franklin D. Roosevelt tái đắc cử và trở thành tổng thống đầu tiên có cho mình nhiệm kỳ thứ 3 tại Nhà Trắng. Winston Churchill trở thành thủ tướng của Anh. Tập đầu tiên của Captain America chính thức được ra mắt. Và bên cạnh đó, tập đầu tiên của Tom and Jerry cũng được ra mắt công chúng. Bóng đá cũng không phải là ngoại lệ. Năm 1940 đánh dấu sự ra đời của một cầu thủ mà sau này được mệnh danh là vị vua của làng túc cầu. Anh ấy là vua bóng đá Pelé. Tay săn bàn số 1 tại World Cup năm 1958, Jess Fonte đã từng nói: huấn luyện viên Sandaya được một người báo Brazil hỏi rằng ai là thủ môn giỏi nhất trong đội hình của Seleção. Anh ấy trả lời đó là Pelé, bởi Pelé có thể chơi ở bất cứ vị trí nào. Dù cho xuất chúng là như thế, nhưng có mấy ai biết rằng trái bóng tròn là thứ đã cứu Pelé từ một cậu bé nghèo khổ ở khu ổ chuột để ngày hôm nay trở thành một huyền thoại túc cầu. Và cũng bởi tài năng của bản thân đã khiến cho Pelé trở thành tù nhân trong chính quốc gia của mình. Thực hư của mọi chuyện như thế nào, hãy cùng mình bắt đầu tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của vua bóng đá Pelé. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spiderroom.com. Ngày 23 tháng 10 năm 1940, Pelé chào đời tại Chi Corações thuộc Minas Gerais, Brazil. Cha ông là cầu thủ bóng đá Dondinho thuộc biên chế của câu lạc bộ Fluminense. Khi ấy Dondinho đang chơi trong giải đấu quốc nội thuộc cấp cao nhất lúc bấy giờ, Campeonato Brasileiro Serie A. Tên khai sinh đầy đủ của Pelé là Edson Arantes do Nascimento. Giải thích về cái tên này, cha mẹ ông đặt tên dựa theo nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison, lược bỏ chữ E đi để tạo nên cái tên Edson. Tên thường gọi ở nhà của ông là Dico. Phải đến khi ông bắt đầu đi học thì cái biệt danh Pelé mới ra đời. Bản thân biệt danh này cũng có một câu chuyện riêng của nó. Hồi còn đi học, Edson rất ngưỡng mộ cầu thủ bóng đá Pelé, người đang chơi cho câu lạc bộ địa phương Vasco da Gama khi đó. Tuy nhiên, ông luôn đọc sai tên của cầu thủ ưa thích của mình thành Pelé, nhiều đến mức bạn bè đặt luôn cái tên biệt danh này và cái tên đó đã theo ông tới suốt cuộc đời còn lại của chính mình. Pelé lớn lên trong sự nghèo đói ở Bauru, thuộc thành phố Sao Paulo. Để vật lộn với cơm áo gạo tiền, ông đã làm bồi bàn trong một quán trà gần nhà. Cũng vì gia đình mà cha ông cũng không thể dạy con trai mình về trái bóng tròn một cách đàng hoàng. Tất cả những gì Dondinho có thể làm là tặng cậu con trai mình một trái bưởi được nhồi báo hay là vải vụn ở bên trong, rồi truyền lại tất cả kinh nghiệm mà ông có cho đứa con trai của mình. Nhưng từng đó cũng là quá đủ để nhóm lên ngọn lửa đam mê cho đứa trẻ về trái bóng. Khi ấy sân cỏ là một điều gì đó quá xa xỉ, nhất là với những người vẫn còn chưa biết hôm nay có gì để bỏ vào bụng hay là không. Vì vậy mà futsal nổi lên như một môn thể thao bóng đá phổ biến khắp đường phố tại Bauru. Tất nhiên là Pelé cũng bị cuốn vào đó như là bao đứa trẻ khác. Khi mới chỉ 14 tuổi, ông đã đối đầu với những người hơn tuổi mình ở trên sân futsal. Tuy vậy, ông vẫn là người ghi tên lên bảng tỷ số nhiều nhất. Theo như Pelé, futsal đã giúp ông hình thành phản xạ và suy nghĩ nhanh nhạy khi bắt đầu chạy những bước đầu tiên ở trên sân cỏ. Điều đó giúp tôi có rất nhiều sự tự tin, tôi không còn sợ những gì sắp tới nữa. Thời thiếu niên, ông gia nhập một vài đội bóng đá nghiệp dư. Trong đó, ông đã cùng Bauru Athletic Club Junior do Guadama de Brito huấn luyện giành hai chiếc vô địch của bang Sao Paulo. Nhìn thấy được tiềm năng của Pelé, de Brito đưa cậu bé lúc đó chỉ 14 tuổi sang thành phố Santos để tiếp cận với cả bóng đá chuyên nghiệp. Ông thuyết phục với cả giám đốc câu lạc bộ Santos FC: nhìn cậu bé này đi, đây sẽ là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Pelé ngay lập tức chứng minh những gì người thầy của mình nói là hoàn toàn có cơ sở, khi nhanh chóng vượt qua bài kiểm tra của huấn luyện viên Santos một cách không thể dễ dàng hơn. Tháng 6 năm 1956, Pelé ký hợp đồng đầu tiên chuyên nghiệp trong sự nghiệp của chính mình. Sau đó 3 tháng có trận ra mắt trong màu áo câu lạc bộ Santos, đối đầu với đội tuyển Corinthians de Santos André và thắng đậm 7-1. Trong đó Pelé có bàn thắng đầu tiên khi mới chỉ 15 tuổi. Truyền thông địa phương bắt đầu ca ngợi Pelé là một ngôi sao sáng ở trong tương lai. Trong mùa giải năm 1957, Pelé luôn được nằm trong đội hình xuất phát của Santos FC. Đến cuối mùa, ông trở thành người ghi bàn nhiều nhất giải đấu năm đó. Và với thành tích này, Pelé được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Brazil chỉ 10 tháng sau khi ông ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của mình. Cuộc đời của chàng thanh niên Edson chính thức thay đổi và trái bóng đã đưa Pelé ra khỏi cuộc sống nghèo đói như vậy. Ra mắt trong màu áo đội tuyển quốc gia vào World Cup năm 1958,
Trước khi đi tiếp, Spider Room đang cần tìm hai người đồng đội full time, một editor cho mảng video ngắn trên dưới 1 phút và một người anh em quay dựng cho mảng vlog, podcast, quảng cáo. Thông tin cụ thể chúng mình sẽ để phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì vào việc thôi. Trận đấu quốc tế đầu tiên của ông là đối đầu với cả Argentina vào ngày 7 tháng 5 năm 1957. Trong trận đấu đó, ông đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Brazil khi mới chỉ 16 tuổi 9 tháng. Giữ nguyên phong độ, ông cùng các đồng đội hành quân đến Thụy Sĩ cho kỳ World Cup năm 1958. Hạ cánh xuống Thụy Điển với một chấn thương đầu gối, ông đã bỏ lỡ một vài trận đấu đầu tiên và chỉ trở lại trong cuộc đối đầu với cả Liên bang Xô Viết. Ở trong trận đấu đó, Pele đã có một đường kiến tạo dành cho Vovó hạ gục thủ môn huyền thoại được mệnh danh là con báo đen Lev Yashin. Brazil tiến thẳng tới trận bán kết gặp Pháp. Trong trận đấu này, Pele ghi cho mình một pha hat-trick và trở thành cầu thủ trẻ nhất làm được điều này trong một kỳ World Cup. Cùng với đó là người trẻ nhất được chơi ở một trận chung kết gặp đội chủ nhà Thụy Điển. Pele ghi hai bàn thắng trong chiến thắng 5-2 để giúp cho Brazil nâng chiếc cúp vàng. Nhưng đối với cá nhân Pele, bàn thắng thứ nhất trong trận đấu ấy đã được ghi nhận như là một trong những bàn thắng đẹp nhất của lịch sử World Cup. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Pele ngất ngay trên sân vì kiệt sức. Sau đó, đồng đội Garrincha đã phải giúp ông tỉnh dậy để cùng ăn mừng chức vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp. Pele kết thúc kỳ World Cup năm 1958 với 6 bàn thắng sau 4 trận đấu, đứng thứ 2 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn thắng nhiều nhất, chỉ đứng sau một huyền thoại khác, đó là Jess Fonte. Nhưng sức ảnh hưởng của ông ở ngoài sân cỏ còn lớn hơn rất nhiều. Theo nhà báo Barney Roney, tài năng đã dẫn đường cho cậu ấy. Cậu bé từ Minas Gerais đã trở thành ngôi sao da màu toàn cầu đầu tiên của thế giới, là tấm gương và nguồn cảm hứng thực sự cho tất cả mọi người. Nỗ lực tư hữu hóa Pele và những tranh cãi trong tổng số bàn thắng ghi được. Sau màn trình diễn của mình, hàng loạt các câu lạc bộ sừng sỏ của thế giới thể hiện ham muốn mang Pele về đội hình của họ. Từ những Real Madrid, Juventus cho tới cả Manchester United. Thậm chí Inter Milan còn suýt có được chữ ký của Pele với giá trị hợp đồng kỷ lục lên tới 1 triệu euro. Cho tới khi chủ tịch Angelo Moratti buộc phải hủy hợp đồng bởi thỉnh cầu của giám đốc Santos FC, nguyên do chủ yếu là bởi thái độ gay gắt của những người hâm mộ câu lạc bộ Santos. Juventus còn đi xa hơn thế nữa trong nỗ lực cố gắng lôi kéo Pele về với cả Italy. Chủ sở hữu của câu lạc bộ Juventus, gia đình Angeli, thậm chí đã thêm một điều khoản nữa dành cho Pele nếu như ông quyết định sang Ý. Đó là Pele sẽ được sở hữu một lượng cổ phần của công ty thuộc sở hữu của gia đình này, công ty xe hơi Fiat khi ấy có giá trị vốn hóa lên tới 31 tỷ đô. Mọi nỗ lực chèo kéo từ các câu lạc bộ nước ngoài đều trở nên vô hiệu khi chính phủ Brazil, đứng đầu bởi Tổng thống Jair Quadros, chỉ định Pele là một món báu vật quốc gia để khiến cho ông không thể rời khỏi Brazil. Đồng nghĩa với đó là Pele sẽ không thể bị chuyển nhượng tới bất cứ đội bóng nước ngoài nào. Pele không phải là người duy nhất bị đối xử như vậy, mà còn có hai tuyển thủ khác là Eusebio và Puskás. Việc chuyển nhượng cầu thủ ra nước ngoài ở những năm 50-60 không phải phổ biến như hiện nay. Những cầu thủ có cơ hội ra nước ngoài thi đấu và phát triển sự nghiệp chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Tất nhiên, chính phủ và người dân Brazil sẽ không muốn điều này xảy ra. Ngay khi Pele tròn 18 tuổi, ông đã phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Và hãy nhớ là ông đã trở thành nhà vô địch World Cup khi ông mới chỉ 17 tuổi. Việc Pele tham gia quân đội về một mặt đó là điều tốt, là nghĩa vụ đối với tổ quốc và là trách nhiệm với bất cứ ai. Nhưng về mặt tiêu cực, Pele đang trở thành một hình ảnh mà chính phủ Brazil sở hữu để làm những gì mà họ muốn. Thông qua sự kiện đó, chính phủ muốn các thanh niên trẻ tham gia vào quân ngũ, giảm số lượng lính đào ngũ và ngăn chặn các âm mưu lật đổ chính quyền. Dù chính phủ Brazil khi đó không hề được lòng dân, Tổng thống Jair Quadros đang bị quá cực đoan trong những chính sách của mình, thậm chí là hơi lố bịch. Lệnh cấm cả mặc bikini ở bãi biển chỉ là một trong số rất ít những điều lố bịch ở trong đó. Dù tiếp tục vẫn phải ở lại với cả Santos FC, Pele vẫn rất chuyên nghiệp và hết mình chơi bóng. Ông liên tục đóng góp cho những thành công của câu lạc bộ trong những năm sau đó. Tiêu biểu nhất có thể kể đến là 10 danh hiệu vô địch Campeonato Paulista trong suốt giai đoạn từ năm 1958 đến năm 1974, 6 lần vô địch giải quốc nội của Brazil và cao quý hơn là 2 lần vô địch giải câu lạc bộ hàng đầu Nam Mỹ Copa Libertadores năm 1962 và năm 1963. Đối với cá nhân Pele, ông liên tục là vua phá lưới của các giải đấu, ghi hàng loạt bàn thắng cho đội bóng. Để đến khi ông bắt đầu rời sân Santos FC vào năm 1971, ông đã bỏ túi cho mình 643 bàn thắng sau 656 lần ra sân. Pele thèm khát những thử thách mới, nhưng ông không thể rời Brazil. Bởi vậy mà các trận đấu giao hữu bắt đầu được tổ chức với một tần suất không thể lớn hơn. Tới đây, những tranh cãi bắt đầu nổ ra với đại chúng hiện đại. Trong suốt sự nghiệp, ông ghi được 1.279 bàn thắng trong 1.363 trận đấu. Tuy nhiên, phần nhiều trong đó đến từ các trận đấu giao hữu. Như đã nói ở trên,
Pelé thèm khát những thử thách mới, đối đầu với các ông lớn tại châu Âu. Còn ban lãnh đạo của Santos thì nhận ra tiềm năng thương mại vô cùng lớn nếu đưa hảo thủ Pelé đi du đấu khắp thế giới. Và đó chính xác là những gì đã xảy ra. Sau một vài năm, tất cả những trận đấu giao hữu này đã mang về lợi nhuận quá lớn. Lớn đến mức Santos FC từ chối tham gia giải Copa Libertadores và Copa America chỉ để có thời gian chạy thêm tour. Đó cũng là câu trả lời cho việc tại sao Pelé lại tham gia ít giải Copa Libertadores và Copa America đến thế. Dù không ở trong bất cứ một câu lạc bộ nào thuộc châu Âu, Pelé đã có tới 130 trận đấu khác ở những lục địa này, ghi 144 bàn thắng, và tất nhiên trong đó đều là những cái tên sừng sỏ. Chỉ một lần duy nhất Santos đối đầu với cả Real Madrid, đội bóng xứ Catalan dành trọn một tuần để tập luyện và nghỉ ngơi chỉ để tiếp khách. Trong khi đó thì Santos và Pelé phải đấu 19 trận trong 39 ngày. Tất nhiên Real đã đánh bại Santos với chiến thắng 5-3. Nhưng chỉ một tuần sau đó, Pelé đã phải đối đầu với những con quái vật trời Âu, Barcelona, Inter Milan và Valencia trong cùng một tuần, ghi 7 bàn thắng trong tất cả các trận đấu đó. Chặng đường tới vinh quang trên đấu trường quốc tế. Việc trở thành một số 10 đáng gờm đã khiến cho Pelé trở thành trung tâm của những pha triệt hạ có chủ đích. Truyền thông và fan túc cầu của những năm đó thường rỉ tai nhau rằng cách duy nhất để khiến Brazil gặp khó khăn là phải ngăn được Pelé. Và đúng như vậy, ở kỳ World Cup năm 1962, ông đã gặp phải chấn thương sau trận đấu với tiếp khách. Chấn thương này khiến cho Pelé phải ngồi ngoài đường biên cho đến hết giải đấu. Nếu không nhờ vào sự xuất sắc của Amarildo và Garrincha, Brazil có lẽ đã không thể giành chiếc cúp vô địch thứ hai ở trên đất Chile. 4 năm sau đó, đoàn quân Seleção tới Anh với bộ khung đã làm nên chiến thắng trong kỳ World Cup trước. Tuy vậy, kỳ chung kết thế giới năm ấy lại là một thảm họa đối với cả Brazil. Đáng kể nhất trong đó là những pha phạm lỗi của các hậu vệ thuộc các đội bóng đối thủ với cả Pelé. Trong trận đấu đầu tiên ở vòng bảng gặp Bulgaria, Pelé ghi bàn thắng đầu tiên từ một cú đá phạt, trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 3 kỳ World Cup liên tiếp. Nhưng cũng chính trong trận đấu đó, các hậu vệ của Bulgaria đã phạm lỗi khiến cho Pelé dính chấn thương và phải bỏ lỡ trận đấu tiếp theo gặp Hungary. Thiếu đi Pelé, Brazil thua sốc trước một đối thủ dưới tầm. Bởi vậy mà trong trận đấu quyết định đi tiếp với cả Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Brazil Vicente Ferla buộc phải đưa ra quyết định khó khăn, đưa Pelé vào đội hình xuất phát dù ông vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Hậu vệ Hal Morais của Bồ Đào Nha lợi dụng điều này và cố tình phạm lỗi triệt hạ đối với cả Pelé. Ấy vậy mà hậu vệ này không hề bị đuổi khỏi sân, Pelé buộc phải đi khập khiễng trên sân đến hết trận, do việc thay thế cầu thủ là không được phép vào thời điểm ấy. Sau trận đấu, thất vọng vì nhận thấy mặt tối của sân cỏ, Pelé đã thề không bao giờ chơi ở World Cup thêm một lần nào nữa. Thành tích và ảnh hưởng của Pelé là quá lớn đối với đội tuyển quốc gia Brazil. Ông vẫn được gọi vào đội tuyển vào đầu năm 1969 và Pelé đã từ chối. Phải nhờ vào nỗ lực thuyết phục của những người hâm mộ cũng như là chính phủ Brazil mới khiến cho Pelé phá vỡ lời thề của mình để trở lại vào phút chót ngay trước khi chốt danh sách các cầu thủ thi đấu. Và đó chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất trong sự nghiệp quần đùi áo số của Pelé. Đội hình của Brazil gần như là được cải tổ so với 4 năm trước đó. Các cầu thủ quan trọng như là Garrincha, Newton Santos, Valdir Pereira, Jaime Santos và Gilmar đã giải nghệ. Nhưng thay vào đó là một loạt những cái tên khác, bao gồm Rivelio, Jairzinho, Gerson, Carlos Alberto Torres, Tostão và Clodoaldo. Được dẫn dắt bởi Pelé, đội hình trong vòng chung kết năm 70 đến nay vẫn được coi là đội bóng hay nhất trong lịch sử bóng đá Brazil. Pelé cùng với các đồng đội thổi bay mọi đối thủ và băng băng tiến tới chức vô địch World Cup năm 1970. Với 3 lần vô địch, Brazil chính thức được mang chiếc cúp Jules Rimet thật về phòng truyền thống của mình theo như luật đã được quy ước bởi FIFA từ năm 1930. Còn riêng với Pelé, ông đã đạt được dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình. Đó là pha đi bóng suýt trở thành bàn thắng trong trận bán kết gặp Uruguay. Tostão chuyền bóng cho Pelé. Thủ môn Uruguay nhận ra tình huống nguy hiểm và ngay lập tức chạy ra khỏi khung thành để đón bóng trước. Ấy vậy mà với tốc độ kinh hồn của mình, Pelé đã tới trước và không hề chạm bóng khiến cho thủ môn mất đà. Ông chạy vòng qua bên phải để lấy lại bóng, rồi quay người tung một cú sút về phía khung thành. Nhưng đáng tiếc là ông đã quay người quá mức, khiến quả bóng bay sạt cột góc xa ra ngoài. Dù không thành bàn, nhưng đó vẫn là pha bóng nổi tiếng nhất sự nghiệp của Pelé. Ông chúng đặt tên cho pha bóng đó là Pelé Dummy. Những năm cuối cùng của sự nghiệp. Dù để mất danh hiệu vua phá lưới vào tay huyền thoại người Đức Gerd Müller, nhưng thành tích mang được chiếc cúp Jules Rimet về quê nhà cũng là quá đủ đối với cả Pelé. Trận đấu quốc tế cuối cùng của ông diễn ra một năm sau đó, đối đầu với Nam Tư ngay trên Rio de Janeiro. Trong suốt sự nghiệp khoác áo đội tuyển quốc gia của mình, Brazil có được 67 trận thắng, 14 trận hòa và 11 trận thua nếu có Pelé ở trên sân. Còn nếu trong đội hình mà có cả Pelé và Garrincha thì Brazil bất bại. Sau mùa giải năm 1974,
Pele đã nghỉ đá, mặc dù ông vẫn tiếp tục chơi bóng cho Santos FC trong các trận đấu chính thức. Hai năm sau, ông tham gia câu lạc bộ New York Cosmos của giải bóng đá Bắc Mỹ NASL trong mùa giải năm 1975. Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, Pele vẫn được ghi nhận với việc làm gia tăng đáng kể nhận thức của công chúng đối với cả bóng đá ở Hoa Kỳ. Pele cùng với cả New York Cosmos vô địch giải đấu Bắc Mỹ năm 1977, và đây cũng là danh hiệu cuối cùng của ông trước khi tuyên bố giải nghệ. Ngày 1 tháng 10 năm 1977, Pele tuyên bố kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình trong một trận đấu giao hữu biểu diễn giữa hai câu lạc bộ mà ông gắn bó trong suốt quãng đời mặc quần đùi áo số, đó là Santos FC và New York Cosmos. Trận đấu được bán hết vé, khán giả chật kín sân vận động Giants. Kênh truyền hình ABC của Mỹ phát sóng trực tiếp trận đấu đó đến khắp thế giới. Cha và vợ của Pele cũng có mặt ở trên khán đài. Pele thi đấu cho mỗi đội một hiệp, Cosmos ở hiệp 1 và Santos ở hiệp 2. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1, với cú sút phạt khoảng cách 30 yard là bàn thắng cuối cùng trong sự nghiệp của Pele. Hậu giải nghệ, di sản và những lùm xùm. Với tất cả những thành tựu đã đạt được ở trong sự nghiệp, tầm ảnh hưởng của Pele là rất lớn, cả trong sân cỏ lẫn ngoài sân cỏ. Pele là một trong những cầu thủ được ca ngợi nhiều nhất trong lịch sử bóng đá bởi tất cả mọi người, từ đồng đội, đối thủ cho đến những người chưa bao giờ được chơi bóng cùng ông. Đối với những cầu thủ từng đối mặt với cả Pele, theo như lời của huyền thoại bóng đá người Hà Lan Johan Cruyff, Pele là cầu thủ bóng đá duy nhất vượt qua được ranh giới của logic thông thường. Còn trong mắt của đồng đội, người đội trưởng của Brazil khi đó, Carlos Alberto Torres cho rằng bí mật lớn nhất của Pele là sự ngẫu hứng, những điều anh làm chỉ trong một khoảnh khắc. Anh ấy có một nhận thức phi thường về môn thể thao này. Còn theo như Tostão, người sát cánh trên hàng tấn công cùng Pele ở World Cup năm 1970, Pele là người tuyệt vời nhất, anh ấy thực sự là rất hoàn hảo. Ngoài sân cỏ, anh ấy luôn tươi cười và lạc quan. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy anh ấy nóng tính. Cũng bởi tính cách như vậy mà Pele rất hay tham gia vào các hoạt động nghiên cứu thiện nguyện. Ông rất muốn giúp đỡ những người khác, đặc biệt là những đứa trẻ nghèo đói ở Brazil, bởi chính ông cũng có xuất thân từ các khu ổ chuột tại thành phố São Paulo. Năm 1994, Pele được bổ nhiệm làm đại sứ thiện chí của tổ chức UNESCO. Năm 1995, Tổng thống Brazil Fernando Henrique Cardoso bổ nhiệm Pele vào chức vụ Bộ trưởng Thể thao đặc biệt. Trong thời gian tại vị, ông đề xuất luật nhằm giảm những tham nhũng trong bóng đá Brazil, đặt tên là luật Pele. Tuy vậy, ông rời vị trí vào năm 2001 sau khi bị buộc tội tham gia vào những vụ bê bối tham nhũng, nghi vấn lấy cắp 700.000 đô từ UNICEF. Mặc dù không có đủ bằng chứng để chứng minh, nhưng mà nhiều người vẫn cho rằng số tiền đó đã được trao cho công ty của Pele như là một khoản đầu tư tổ chức một trận đấu từ thiện. Sau thì trận đấu đó bị hủy bỏ, bên phía UNICEF cũng phủ nhận vụ bê bối này. Quay lại với thể thao, Pele nhận chức danh hiệp sĩ từ nữ hoàng Elizabeth đệ nhị tại một buổi lễ tổ chức ở cung điện Buckingham. Ông cũng đã xuất hiện như là khách mời danh dự tại buổi khai mạc trận chung kết FIFA World Cup năm 2006. Còn nhắc tới các kỳ World Cup gần đây, chắc là các bạn vẫn còn nhớ tới lời nguyền Pele khi mà ông dự đoán đội nào thắng thì đội đó cũng bị loại hoặc là thua sốc. It's good man. Dù là một cầu thủ bóng đá xuất chúng, nhưng đời tư của Pele cũng không mấy yên ả. Ông đã kết hôn chính thức tận 3 lần, có khá lần ngoại tình, kèm theo đó là một vài đứa con riêng. Trong đó đáng kể nhất là Sandra Macano, đứa con từ mối tình chớp nhoáng với một người giúp việc của gia đình vào năm 1964. Sandra được tòa công nhận là con gái sinh học của Pele dựa trên kết quả xét nghiệm DNA vào năm 1993. Nhưng Pele lại không bao giờ thừa nhận đứa con gái này cùng với cả hai đứa cháu, kể cả sau khi cô qua đời vào năm 2006. Nhưng ở một trường hợp khác, cô con gái Flavia Kurt lại được Pele công nhận dù cô là kết quả từ một vụ ngoại tình của ông vào năm 1968 với nhà báo Lenita Kurt. Ở tuổi 73, Pele tuyên bố kết hôn với cả Marcia Aoki, một nhà nhập khẩu thiết bị y tế của Nhật Bản Brazil. Ông hẹn hò với cả Aoki từ năm 2010 và kết hôn vào tháng 7 năm 2016. Bên cạnh việc đời tư không mấy êm đẹp, vẫn còn có những tranh cãi về số lượng bàn thắng mà ông đã ghi ở trong suốt sự nghiệp của mình. Chúng ta không thể không công nhận Pele là một cầu thủ xuất chúng. Ông đã phần nào định hình lối chơi hoa mỹ của bóng đá hiện đại. Pele có một vài cuốn tự truyện và có riêng cho mình một bộ phim dựa trên chính cuộc đời của ông. Từ đó là nguồn cảm hứng vô tận cho những đứa trẻ nghèo có niềm đam mê về trái bóng tròn. Trong suốt sự nghiệp của mình và thời gian nghỉ hưu, Pele nhận được rất nhiều giải thưởng cá nhân cho màn trình diễn của ông ở trong bóng đá. Với tất cả những thành tích đó, biệt hiệu vua bóng đá không thể phù hợp với một cái tên nào khác ngoại trừ Pele. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Pele ra đi trong sự tiếc thương của toàn thế giới. Ông đã để lại màn trình diễn đỉnh cao nhất với tất cả những tài năng thiên phú mà mình có. Có thể sẽ có thêm những huyền thoại bóng đá tiếp tục được sản sinh, nhưng chắc chắn thế giới sẽ chẳng bao giờ có được Pele thứ hai.
mong ông an nghỉ. Nếu các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!